Di Đà Phật, Nam Mô A 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 Di Đà. Với niềm hân hoan khấn khởi của bà con nhân dân Phật tử địa phương có gia đình cụ Lê Đức Thịnh là những người con ưu tú của địa phương, tín tâm kính Phật mộ đạo, phát hằng tâm hằng sản, tịnh tài tịnh vật, tôn đúc kim thân Bồ Tát Địa Tạng. Địa Tạng tượng nay đã hoàn mãn công đức, cúng tiến dâng chùa Thanh Vân. Hợp thời gia đình cụ cũng khởi công xây dựng khuôn viên vườn tháp tổ, xây dựng cầu cống đường vào khu vườn tháp, nay đã thập phần viên mãn và khánh thành chuyển giao cúng dường chư Phật chư tổ tổ đình chùa Thanh Vân. Đó chính là lý do của buổi lễ hôm nay. Về dự buổi lễ hôm nay, chúng con được cung đón Đại Đức Thích Đạo Huy chủ trì chùa Thanh Vân làng Xuân Đài. Về phía địa phương có ông Trần Văn Viên, trưởng ban quản lý di tích lịch sử văn hóa làng Xuân Đài. Về dự có cụ Lê Đức Thịnh cùng toàn thể gia đình. Dự buổi lễ còn có mặt đông đủ của các cụ, thái ông, lão bà con, nhân dân, Phật tử gần xa xin được giới thiệu chung. Thay mặt ban tổ chức
xin kính chúc gia đình cụ Lê Đức Thịnh cùng liệt quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời cụ Lê Đức Thịnh thay mặt gia đình nên phát biểu công đức cúng tiền. Xin trân trọng kính mời cụ. Kính thưa ban tổ chức lễ đón nhận công đức, kính thưa thầy Đạo Đức Thích Đạo Nghi, kính thưa ban quản lý văn hóa di tích lịch sử làng Sơn Đài, kính thưa các vị thay mặt lãnh đạo đảng chính quyền các tổ chức hội đoàn thể thôn Sơn Đài, kính thưa hai giới các cụ và các khách thập phương, thưa nhân dân có mặt tại lễ đón nhận công đức hôm nay ngày 14 tháng 12 năm 2018, tức ngày mùng 8 tháng 11 năm Mậu Tuất. Tôi Lê Đức Thịnh, tự Phúc là Thu, năm nay 78 tuổi. Tôi được cha mẹ sinh ra và lớn lên ở làng Xuân Đài. Lớn lên năm 19 tuổi, tình nguyện đi thoát ly. Tôi đã nghỉ hưu từ năm 1991. Nhờ phúc ấn tổ tiên, nhờ ơn đảng, gia đình tôi, các con của tôi được khôn lớn và trưởng thành, kinh tế ổn định. Nghĩ về quê hương cội nguồn xưa kia, tìm về nơi quê cha đất tổ, đã gia tâm công đức, được các vị lãnh đạo địa phương, được thầy Thích Đạo Huy và hai giới các cụ hội người cao tuổi chấp thuận cho gia đình tôi được công đức cung tiến cúng dường tôn kim tượng Đức Phật Địa Tạng Bồ Tát. Đây là có duyên được phúc với gia đình và dòng họ của chúng tôi. Đồng thời, ba con trai của tôi cung đức tu tạo nâng cấp khuôn viên ba chân cây tháp cổ của chùa Thanh Vân, cung đức làm đường, xây tường gạch, đổ bê tông mặt đường, đường vào ba cây tháp. Giá trị hai công trình như thầy Thích Đạo Huy và ban công đức của địa phương, sau đây sẽ báo cáo cụ thể. Công trình đã đi vào nghiệm thu và sử dụng. Thưa các vị lãnh đạo, thưa thầy Thích Đạo Huy, thưa toàn thể nhân dân, hiện vật công đức tuy có nhỏ so với bề thế của trước kia của chùa Thanh Vân và chùa ngày nay. Tấm lòng tâm huyết với Phật tôn, tôn kính tạ ơn Phật Thánh đã được hai giới cụ người cao tuổi và các Phật tử và nhân dân hưởng ứng gia tâm góp công góp sức xây dựng công trình, được đi vào sử dụng đúng vào ngày tổ ngày 9 tháng 11 năm nay. Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn hai giới các cụ hội người cao tuổi và nhân dân đã đồng tâm hiệp lực tu tạo nâng cấp chùa Thanh Vân ngày nay được khang trang thoáng mát. Các đoàn khách thập phương gần xa đã đến với chùa Thanh Vân ngày càng đông, là nơi tâm linh đất Phật. Thưa các cụ, hôm nay tôi rất vui phấn khởi được ban tổ chức tiếp nhận công đức, tổ chức tiếp nhận chu đáo và trang trọng, được các cụ các bà đã tới dự rất đông vui. Lễ công đức đã thành công tốt đẹp. Một lần nữa, thay mặt gia đình xin cung tiến Đức Phật Địa Tạng Bồ Tát và hai công trình trong khuôn viên ba cây tháp, mong ban tổ chức lễ công đức tiếp nhận và thầy Thích Đạo Huy tiếp nhận. Trong khi thợ thi công xây dựng và thợ nghệ nhân hay gia đình tôi có những điều gì sơ suất khiếm khuyết trong việc thi công xây dựng và tượng Phật, xin được lượng thứ đại xá và thông cảm.
Xin trân trọng cảm ơn. Thay lời ban tổ chức, chúng con cung thỉnh sư thầy Thích Đạo Huy nên tiếp nhận cung tiến và có lời phát biểu. Xin mời thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Vân Đường Thượng Cao Thanh Bảo Tháp. Kính thưa các đồng chí trong lãnh đạo địa phương, tiểu ban quản lý di tích lịch sử văn hóa làng Xuân Đài. Kính thưa các cụ, thái ông, lão bà con nhân dân Phật tử. Kính thưa cụ Lê Đức Thịnh cùng gia đình. Hôm nay trong khuôn viên tổ đình chùa Thanh Vân, tiết trời ấm áp, phấn khởi, những người con Phật được hân hoan cung đón Đức Địa Tạng Bồ Tát tượng do cụ Lê Đức Thịnh cùng gia đình phát tâm. Đức Địa Tạng Bồ Tát là Ngài Giáo Chủ về cõi âm. Xin thưa quý vị là sinh thời cụ Bùi Thị Quế, pháp danh Diệu Thơm, cùng cụ ông là Lê Đức Thịnh và các bác trong gia đình cũng đã có chí nguyện để đúc pho tượng Địa Tạng Bồ Tát bằng đồng trị giá trên dưới 1 tấn đồng. Nhưng mà thuận theo lẽ vô thường, sinh già bệnh chết, hương linh cụ Bùi Thị Quế về với tổ tiên lại là về với đất cha. Các cụ thường nói sống quê cha, chết là ma quê chồng. Thật là vinh hạnh cho địa phương được đón hương linh cụ Bùi Thị Quế pháp danh Diệu Thơm về an nghỉ quê hương. Gia đình cụ Lê Đức Thịnh cùng các ông bà Thành Phượng, bác Hùng, bác Quý và tất cả nội ngoại là phát tâm đúc tôn kim đức tượng Bồ Tát Địa Tạng bằng đồng trên dưới 1 tấn để hồi hướng cầu siêu cho hương linh cụ Bùi Thị Quế pháp danh Diệu Thơm cùng cửu huyền thất tổ và pháp giới chúng sinh thập loại cô hồn chiến sĩ trận vong đồng bào tử lạc. Công đức này là vô cùng to lớn. Hợp thời các con cụ bác Thái, gia đình bác Thành, bác Hùng, bác Quý cũng thấy nhà chùa có ý nguyện trùng tu khuôn viên 3 ngôi tháp cổ trên nền đất chùa xưa, thì các bác cũng phát tâm tịnh tài tịnh vật để tu sửa khuôn viên 3 khuôn tháp. Sau đó cụ Lê Đức Thịnh và gia đình thấy cái đường vào và cái cống để đường vào không được thuận tiện, gia đình cụ lại phát tâm làm cống, làm cầu, làm đường vào khuôn viên. Công đức đó thật là vô lượng công đức. Ngày xưa các cụ thường có nói làm chùa tô tượng đúc chuông, trong 3 việc ấy thập phương lên làm, và xây cầu, xây cống, xây đường phúc để sau này con cháu dài lâu. Đấy là cái công đức đó rất lớn. Trong cái việc mà cha mẹ còn tại thế thì cơm cháo dưỡng nuôi chăm sóc thuốc thang là tận hiếu. Khi cha mẹ lâm chung chỉ có cái báo hiếu cao nhất là lễ Phật tụng kinh cúng dường làm chùa tô tượng đúc chuông phóng sinh, thì đấy mới là công đức to lớn. Còn vấn đề làm cỗ thì chỉ là người chân giả lợn miệng nhau thôi. Hôm nay hòa chung không khí chuẩn bị đón dỗ tổ Cao Thanh Bảo Tháp Bồ Tát Tự Thông Nhuận, theo như văn bia tạm dịch thì là 100 năm, nhưng cũng có thể là 165, là vì 65 chu kỳ quay lại một lần, một giáp gọi là 65. Mậu Ngọ thì sau 65 lại quay về Mậu Ngọ. Thì theo dự đoán ban đầu của nhà chùa thì văn bia viết là chỉ không viết đời các vua là mà chỉ viết Mậu Ngọ, thì tạm dịch là 1918.
đến 1978 lại quay lại Mậu Ngọ một lần nữa. Thế cho nên là nhà chùa tạm dịch là 100 năm ngày của dỗ Cao Tổ khai sơn chùa Thanh Vân, mà năm ngoái nhà chùa về đây kế đăng trụ trì mới dịch văn bia mới được. Hòa chung không khí đại lễ dỗ tổ của tổ đình chùa Thanh Vân, lại hân hoan được đón kim thân tượng Đức Bồ Tát bằng đồng trên dưới 1 tấn và khánh thành khuôn viên 3 ngôi tháp tổ, cầu cống đường vào do gia đình cụ Thịnh cùng các ông các bà con cháu trong gia đình công đức. Trị giá tài sản pho tượng địa tạng là trên dưới 1 tấn đồng, còn số tiền thì gia đình không thông báo. Còn về phần tu sửa lát nền 3 cây tháp cổ là trị giá 79 triệu đồng, tính theo thời hiện tại là tương đương 2,25 cây vàng. Tiền nhà xây cầu cống đường là gia đình trị giá tính hiện vật công thợ là 61 triệu đồng, trị giá 1,75 cây vàng. Tổng 2 công trình khuôn viên vườn tháp và cầu cống đường là 140 triệu đồng, tương đương 4 cây vàng so với thời điểm hiện tại. Thay mặt tổ đình chùa Thanh Vân, các đồng chí lãnh đạo địa phương, các cụ thái ông lão bà con Phật tử đạo tràng thiện đức xin tán thán công đức và tiếp nhận công đức công cung tiến tượng Bồ Tát và khuôn viên vườn tháp cầu cống đường do gia đình cụ Lê Đức Thịnh cùng các ông các bà con cháu nội ngoại công đức. Xin tán thán công đức này hồi hướng cầu siêu cho hương linh cụ Bùi Thị Quế pháp danh Diệu Thơm, sinh năm Nhâm Ngọ, hưởng dương 77 tuổi, tạ thế năm Mậu Tuất tháng 9 ngày 12, an táng tại Gò Ngõ Bút làng Xuân Đài cùng các cụ kiểu huyền thất tổ được siêu sinh tịnh độ. Thừa tư công đức lại hồi hướng cầu cho cụ Lê Đức Thịnh cùng các ông các bà nội ngoại trong gia đình được mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt và bình an. Xin trân trọng cung đón công đức cúng tiến Nam Mô A Di Đà Phật. Thay mặt nhà chùa xin trân trọng kính mời cụ Lê Đức Thịnh lên để nhận bằng tuyên dương công đức của chùa Nam Mô A Di Đà Phật. Khuôn viên 3 cây tháp và cầu đường vàng. Trân trọng kính mời ông Trần Văn Viên, trưởng tiểu ban quản lý di tích lịch sử văn hóa làng Xuân Đài lên phát biểu ý kiến. Xin mời ông. Kính thưa các vị đại biểu, đại diện cho đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, kính thưa thầy Thích Đạo Huy, trụ trì chùa Thanh Vân, làng Xuân Đài, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa hai giới hội người cao tuổi cùng toàn thể nhân dân, kính thưa gia đình cụ Lê Đức Thịnh. Hôm nay ngày 14 tháng 12 năm 2018, được sự nhất trí của ban quản lý di tích lịch sử văn hóa làng Xuân Đài phối hợp với sư thầy Thích Đạo Huy, trụ trì chùa Thanh Vân, làng Xuân Đài, tiến hành tổ chức lễ tiếp nhận công đức của gia đình cụ Lê Đức Thịnh. Tượng Phật ngài Địa Tạng Bồ Tát bằng đồng và khuôn viên vườn tháp tổ gia đình ông Lê Đức Thịnh, người con xa quê công tác, với tấm lòng thành kính uống nước nhớ nguồn đã hung công xây dựng cầu cống đường đi lại trên nền khuôn viên tháp cổ khang trang và bền đẹp hơn, trị giá 140 triệu đồng bằng 4 cây vàng hiện nay. Hai cụ, cụ Lê Đức Thịnh từ Phúc Thu năm nay 78 tuổi, cụ bà
Hương Linh Bùi Thị Quế, Pháp Danh Thơm cùng các con trong gia đình hôm nay công đức cung tiến về chùa Thanh Vân cúng dường tôn kim tượng Đức Phật Địa Tạng Bồ Tát bằng đồng. Hai, gia đình ba con trai, cụ là một Lê Đức Thành, hai Lê Đức Hùng, ba Lê Đức Quý. Cung đức tôn tạo nâng cấp xây vườn ba cây tháp cổ, số tiền 79 triệu đồng, tương đương 2,25 cây vàng. Ba, cụ Lê Đức Thịnh. Công đức xây cống xây cầu làm đường vào ba cây tháp cổ, số tiền 60 triệu, tương đương 1,75 cây vàng. Tổng số tu đạo nâng cấp khuôn viên ba cây tháp vườn cầu cống vườn tháp cổ chùa Thanh Vân cổ, số tiền 140 triệu đồng, tương đương 4 cây vàng. Thay mặt ban quản lý di tích lịch sử văn hóa làng Xuân Đài, xin được tiếp nhận công đức ngài Địa Tạng Bồ Tát và khuôn viên vườn tháp tổ cầu cống đường chi khuôn viên chùa Thanh Vân cổ. Cảm ơn gia đình cụ Lê Đức Thịnh đã hưng công xây dựng vườn tháp tổ chùa Thanh Vân cổ và công đức ngài Địa Tạng Bồ Tát hôm nay. Việc tu tạo vườn tháp tổ chùa Thanh Vân cổ và công đức ngài Địa Tạng Bồ Tát hôm nay tiếp tục cổ vũ động viên nhân dân địa phương quyết tâm hơn nữa xây dựng quê hương ngày càng vững bước đi lên và giành nhiều thắng lợi mới. Chúng ta trân trọng những gì, những giá trị đã có và không ngừng phát huy để tạo dựng phát triển những giá trị tốt đẹp hơn cho tương lai. Một lần nữa xin chân thành kính chúc hai giới hội người cao tuổi, các cô đại biểu cùng toàn thể nhân dân gia đình cụ Lê Đức Thịnh mạnh khỏe, gia đình an vui. Xin trân trọng cảm ơn. Đến đây buổi lễ tiếp nhận công đức cúng tiến cung tiến cung tôn kim Bồ Tát Địa Tạng tượng và khuôn viên vườn tháp cầu cống đường đến đây đã viên mãn. Xin được cảm niệm công đức quý niệt vị. Nam mô A Di Đà Phật. Giới hương định hương giữ tuệ hương giải thoát tri kiến hương quang minh vân đài biện pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát tư nhân. Việt Nam quốc Vĩnh Phúc tỉnh Yên Lạc huyện Nguyệt Đức xã Thanh Vân thiền tự. Tuế thứ năm Mậu Tuất tháng 11 ngày mùng 8 trụ trì. Tỳ khiêu thích đạo vi trưởng tiểu ban quản lý di tích Trần Văn Viên. Kim thần tín chủ Lê Đức Thịnh hiệp đồng đa đẳng phả cập các ban ngành. Thái ông lão bà con nhân dân Phật tử đạo tràng thiện đức cùng thiện tín gần xa. Nhất tâm thành kính dâng hương cùng đón Địa Tạng Bồ Tát đường. Công đức cúng tiến tổ đình Thanh Vân. Nguyện đem vô lượng công đức hồi hướng cho Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển Phong Điều Vũ Thuận Quốc Thái Dân An Thế Giới Hòa Bình Chúng Sinh An Lạc. Nguyện đem vô lượng công đức lại hồi hướng cầu siêu cho hương linh Bùi Thị Quế Pháp Danh Diệu Thơm. Chân linh nguyên mệnh sinh ngư nhâm ngọ liên nguội nguyệt nhật thời thủ sinh hưởng thất thập thất tuế đại hạt ư mậu tuất liên cửu nguyệt thập nhị nhật. Lương bài ha mệnh trung ngộ phần an táng tài gò ngõ bút làng Xuân Đài xã Nguyệt Đức.
cùng Nga gia tiên cửu huyền thất tổ được siêu sinh Nga tịnh độ. Nguyện đem vô lượng công đức kinh này hồi hướng Nga, cúng dường này hồi hướng cầu siêu cho các anh linh anh hùng liệt sĩ đồng bào tử nạn chiến tranh nhân dân qua các thời kỳ. Hương linh các Na gia các tộc thập loại cô hồn pháp giới chúng sinh bào thai uổng tử quan gia trái chủ nhất thiết đẳng chư hương linh thừa tư công đức được siêu sinh tịnh độ. Lại nguyện cho quê hương Na thịnh vượng đất nước hòa bình mưa thuận gió hòa nhân dân Na thịnh vượng. Bà con nhân dân Phật tử gần xa cùng bản xứ Xuân Đài được nhà nhà hạnh phúc mạnh khỏe bình an công danh thành đạt. Lại nguyện cho gia đình tín chủ cụ Lê Đức Thịnh cùng các con trai dâu gái rể nội ngoại mọi nhà mọi người được hạn ách tiêu trừ tai hương diễn diệt tứ thời vô tai ách chi xâm bát tia thường vinh hoa phúc thọ. Lòng thành chi thiết kính lễ chư Phật trong mười phương ngưỡng vọng uy linh chứng minh gia hộ. Lại nguyện ngài Địa Tạng Bồ Tát vật xuất thần thông Nga tế độ các chúng sinh cõi diêm phủ được an sinh lạc quốc. Phà nguyện pháp giới chúng sinh sớm trọn thành Phật đạo. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát, Nam mô công đức Lâm Bồ Tát, Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Ma Tát. Buổi lễ tiếp nhận công đức cũng đón tức Địa Tạng Bồ Tát và thành thành khuôn viên ba vườn tháp tổ và cầu cống đường đã thực hiện. Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam mô